Khuyến mãi sốc tặng miễn phí dùng thử 1 tháng. Khuyến mãi lên tới 4 tháng văn phòng Phùng Tiện Ích duy nhất tại Hà Nội Office. Miễn phí đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, tặng máy in. Hà Nội Office tự hào là nhà cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng ảo, văn phòng trọn gói, chỗ ngồi làm việc, co-working space, phòng họp uy tín chất lượng nhất Hà Nội. Truy cập ngay website hanoioffice.vn hoặc liên hệ hotline 085-339-4567 để nhận khuyến mãi. VinFast sở hữu 76 showroom, tham vọng 1 năm vượt Hyundai trong 10 năm ở Việt Nam. Các điểm bán hàng VinFast là sự kết hợp của hệ thống đại lý Chevrolet cũ, showroom hoàn toàn mới và các trung tâm thương mại Vincom trên cả nước. VinFast chính thức tuyển đại lý ủy quyền kinh doanh ô tô trên toàn quốc từ đầu tháng 10 năm 2018. Sau 2 tháng, VinFast chính thức tiếp quản hệ thống đại lý Chevrolet trên toàn quốc bởi đã mua lại GM Việt Nam. Hệ thống này gồm 22 điểm bán hàng và sự dịch vụ trải dài từ Bắc tới Nam. Mô hình kinh doanh của các đại lý này là bán đồng thời ô tô thuộc hai thương hiệu VinFast và Chevrolet. Hiện tại, VinFast đã có thêm 15 showroom khác, tận dụng ngay mặt bằng của các trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Đây là việc mà thường các nhà phân phối xe sang mới làm, ví dụ như Lamborghini, Bentley, Porsche hay Maserati. Lợi thế của VinFast đến từ hệ sinh thái của Vingroup. Theo công bố mới nhất của VinFast, hãng xe Việt này sẽ cho khai trương thêm 40 đại lý ủy quyền khác chuyên bán và cung cấp dịch vụ riêng cho xe của hãng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2019. Như vậy, sau chưa đầy 1 năm, hệ thống đại lý của VinFast đã đạt tới con số 76. Thống kê trên trang chủ Hyundai Thành Công HTC cho thấy rằng xe Hàn Quốc đang có 70 đại lý trên toàn quốc, xếp thứ 2 sau VinFast. Số đại lý này là nỗ lực mà doanh nghiệp gây dựng trong suốt 10 năm qua. Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công được thành lập từ tháng 6 năm 2009. Đứng ở vị trí thứ 3 về phạm vi phủ sóng là Toyota. Xuất hiện tại Việt Nam từ rất sớm, sau 23 năm hoạt động thì Toyota Việt Nam đã có tổng cộng 56 đại lý. Đại lý mới nhất vừa được khai trương vào đầu tháng 3 năm 2019 tại Hà Tĩnh. Như vậy, VinFast là hãng xe có tốc độ phát triển hệ thống đại lý nhanh và mạnh nhất Việt Nam. Nhờ việc mua lại nhà phân phối xe GM Việt Nam trong nước cộng thêm hệ thống trung tâm thương mại Vincom rộng lớn, VinFast đã có ngay 37 showroom ngay từ bảy xuất phát. Việc có mặt thêm 40 đại lý khác chỉ trong 1 năm cũng cho thấy nỗ lực của hãng xe Việt trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng nhanh chóng ở Việt Nam. Nhiều đại lý và sự dịch vụ đồng nghĩa với việc dễ dàng mua, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hơn. Các đại lý VinFast trong năm 2019 sẽ bán 3 mẫu xe là Lux SA2.0, Lux A2.0 và Fadil. Sang năm 2020, số lượng xe sẽ tiếp tục được tăng lên với các mẫu pre tầm trung. Hiện tại, Hyundai đang có lượng bán tốt nhất ở thời điểm đầu năm 2019 khi số liệu từ Hyundai Thành Công cho thấy các hãng xe Hàn Quốc vượt qua cả Toyota và Thaco. Phân khúc A và B đang là đất diễn của Hyundai, nơi Fadil của VinFast sẽ phải cạnh tranh. Trong khi đó, phân khúc D và SUV 7 chỗ là sự thống trị lâu dài của Toyota, nơi mà hai mẫu xe Lux của VinFast sẽ tham gia. Việc có được hệ thống showroom lớn nhất có thể mang về tầm ảnh hưởng mạnh nhất nhưng không đồng nghĩa với việc bán được nhiều nhất. Những bước đi sau đó về giá bán, cách tiếp thị và dùng chính chất lượng mới là con đường dài hơi để chinh phục những khách hàng khó đoán tại Việt Nam. Những điều mà Hyundai, Toyota hay các thương hiệu con nhà Thaco nỗ lực trong 10 và 20 năm qua để có được vị trí như hiện tại. Theo Đức Khôi, Trí Đức Trẻ, KVF.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đặt cọc xe siêu phẩm, xe VinFast, trả góp lãi suất 0%, giảm thêm 20-42% cho lô sản phẩm đầu tiên. Truy cập link shorten.easer tại comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này.